Tết những hàng thứ năm về cái lượng khách du lịch tới đó. Thôi thì ban đầu thì chưa nói gì về du lịch nhiều ha, thì mình chỉ phổ biến những thông tin quan trọng cho mọi người nắm ha mọi người. Thì châu Âu mọi người nghĩ rằng qua đó về nói là rất là đẹp và thiên đường ha, nhưng mà thiên đường ở đâu thì nó cũng có những cái mặt trái của nó hết trơn ha. Và mặt trái châu Âu đặc biệt là những cái tệ nạn mà móc túi, giựt giỏ đó nha mọi người. Rất là phổ biến luôn đó. Đặc biệt là những cái thành phố mà du lịch nhiều như là ở đây, ở Paris, ở Roma rồi đó ha, là rất là nhiều. Cho nên mọi người phải lúc lúc nào cũng phải đề phòng cảnh giác ha, lúc nào cũng phải đề phòng cảnh giác hết, cái giữ gìn tài sản cá nhân của mình. Cái quan trọng nhất là cái hộ chiếu ha, thì cái quan trọng nhất thì Tuấn sẽ giữ cho mọi người, không để mọi người mà giữ lẻ lẻ để trong giỏ rồi người mãi mê chụp hình rồi để đâu đó quên mất ha. Nhấn mạnh cái vụ đó luôn á nha. Có ai nhột thì nhột ráng chịu nha. Đó, mọi người cầm sẵn nó đi, rồi xuống khách sạn thì tôi sẽ thu ha. Dạ, giờ xuống khách sạn tôi thu ha. Dạ, trên xe mình hạn chế di chuyển. Thì đó, em đang nói về cái vấn đề. Dạ, giữ lấy con, dầm lấy con. Tôi đang nói